chị đẹp E nói về Emily tiết lộ làm chuyện chưa từng có ở công năm căng cực mà thú vị E có chia sẻ về đội trưởng Emily sau nhiều lần đồng hành tại các công diễn tập mới nhất của chương trình chị đẹp đạp gió dễ sóng đã chỉnh làng sau chuỗi ngày khiến dân tỉnh sốt sình sịch nhóm Thu Phương là nhóm an toàn thăng cấp vào công diễn năm chị đẹp khổng Tú Quỳnh đoan trang Nữ Hương Giang tạm dừng cuộc chơi đáng chú ý hai nhóm ứng cử viên quản quân của chị đẹp đạp gió dễ sóng mùa đầu tiên trải qua vòng bầu chọn Emily và Thu Phương đảm nhận vai trò đội trưởng Tại vòng trên đội Emily gồm các thành viên Lệ Quyên, Diệp Lâm Anh, Phương Vi, Henny E, Diệu Nhi, Hồng Nhung. Các chị đẹp còn lại Lan Ngọc, Trang Pháp, Mỹ Linh, Linh Ly, Uyên Linh, Huyền Baby vào nhóm Thu Phương. Mới đây Henny E đã có chia sẻ về đội trưởng Emily sau nhiều lần đồng hành tại các công diễn của chị đẹp đảm giả dễ sóng. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 thừa nhận bị mê Emily. Henny E cho rằng cô và đội trưởng cùng tuổi nên có nhiều sở thích giống nhau và dễ dàng tâm sự trao đổi với nhau nàng hậu nhận định giọng ca cả cắn câu là chị đẹp vô cùng sáng tạo, tài năng và nhiệt huyết. Emily đúng nghĩa là một thành viên rất sáng tạo trong nhóm. Nói đến ý tưởng trình diễn là Emily rất nhanh biết cả nhóm nên cần làm gì để vừa nổi bật từng thành viên vừa có tính hiệu quả trên sân khấu. Do có kinh nghiệm làm đội trưởng ở các công trước, công này Emily cũng hỗ trợ và phụ chị Quỳnh về những thế mạnh của Emily. nhờ vậy mà cả nhóm ăn ý với nhau hơn và tiết kiệm thời gian. Thường chị Quỳnh nên các thành viên trong đội ý thức được trách nhiệm của mình. Ví dụ, Hen tập luyện thêm để không làm ảnh hưởng tới tiến độ. Emily chủ động làm việc với giám đốc âm nhạc, biên đạo, đạo diễn hình ảnh để triển khai ý tưởng. Chia sẻ về quá trình chuẩn bị cho màn bùng nổ, Henry cho biết có những hôm Emily cùng với đi táp thức suốt đêm để sửa nhạc từng cái một và luôn là team có nhạc sớm nhất vì suốt ngày bỏ thời gian và sự sáng tạo để ngồi cùng với giám đốc âm nhạc, rồi còn cùng với biên đạo đưa ra ý tưởng cho từng đoạn, làm sao cho mỗi phần solo của các chị đẹp đều ấn tượng nhất. Trước khi biên đạo tập bài cho các chị đẹp thì Emily sẽ luôn dành thời gian tập trung về vũ đoàn bước nhảy nên những lúc tập riêng của nhóm Emily là người hỗ trợ, kèm riêng cho các chị và nhất là Hen. Rồi Emily còn tìm tòi trang phục, layout trang điểm kiểu dáng để cả nhóm cùng bàn bạc, chốt outfit phù hợp nhất mang lên sân khấu. Lúc nào cũng thấy Emily tất bật lo lắng cho toàn mọi việc, những điều này chị em biết với nhau nên cả nhóm đều quý Emily là vì vậy nhà mát sắp cánh hồng phai đóa hoa hồng đã có với nhau những kỷ niệm thật đẹp, ai cũng vui, ai cũng vừa lòng và đạt được mong muốn của mình. Chị Lệ Quyên, Đoan Trang, đẹp năm Anh, Khổng tú Quỳnh, Linh Ly, bạn Emily luôn là những chị đẹp dễ thương tuyệt vời của Hen. Được tiến vào công diễn năm, Henie không khỏi hạnh phúc, nàng hậu vui khi tiếp tục đồng hành với Emily, đón chờ chiến lược mới toanh của nhóm trưởng, cho cả team Massap tìm lại chưa bao giờ. Henie cho biết cô tin tưởng và khả năng định hướng của Emily cho cả nhóm đáng chú ý henny còn khiến khán giả đứng ngồi không yên khi bật mí về công năm xin được bật mí công tiếp theo hen sẽ làm điều mình chưa bao giờ xuất hiện ở các công diễn căng cực mà thú vị nha